Xin chào các bạn đã quay trở lại với Coin 68 TV. Trong video lần này, mình sẽ cùng các bạn nghiên cứu một dự án khá tiềm năng trong thời gian vừa qua với token đã được list trên Gate và Uniswap chỉ trong vòng 3 tháng. Với những gì dự án này đang xây dựng, cộng với hot trend blockchain về nền tảng phi tập trung đang nở rộ trong thời gian gần đây và dự kiến xu hướng này sẽ còn tiếp tục kéo dài, những gì mà nền tảng này đang xây dựng chắc chắn sẽ là một dự án đáng để các bạn theo dõi. Nên nhớ, đây chỉ là ý kiến của cá nhân mình thôi nha. Còn quyết định đầu tư là nằm ở các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, dự án mà mình muốn nói đến ngày hôm nay như anh em có thể thấy trên màn hình chính là website của Polytrade với token là Trade. Để mà có thể nắm được dự án này là gì á thì mình sẽ giải thích cho anh em bằng cách dễ hiểu nhất nha. Tại vì dự án này nó khá là tech. Trong thị trường tài chính truyền thống, nếu như một doanh nghiệp, tạm gọi là bên bán đi ha, muốn thực hiện một đơn hàng thì sẽ phải bỏ ra các chi phí như chi phí sản xuất, phí nguyên vật liệu, phí lưu kho, phí vận chuyển vân vân. Trước khi nhận được toàn bộ tiền thanh toán, việc này tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bị chậm thanh toán dẫn đến dòng vốn bị giam, không giúp cho doanh nghiệp phát triển nhanh, kéo theo các chi phí cơ sở hạ tầng tăng lên mà không tạo ra giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp. Chính vì vậy sẽ xuất hiện một bên thứ ba ở thị trường truyền thống sẽ là ngân hàng. Họ sẽ đứng ra để xác nhận hóa đơn giao dịch cho doanh nghiệp, tức là bên bán ấy, và thanh toán trước cho doanh nghiệp hóa đơn đó để bắt đầu thực hiện đơn hàng. Đến ngày hoàn thành đơn hàng, doanh nghiệp nhận được tiền thanh toán thì sẽ hoàn trả lại số tiền này cho ngân hàng, tất nhiên là kèm theo lãi suất. Nhờ vậy, dòng tiền sẽ được luân chuyển sớm và giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính và có thể mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, có một số hạn chế ở ngành truyền thống là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường khó tiếp cận được với các tổ chức cho vay và phải trải qua nhiều lần và nhiều khâu xét duyệt. Theo số liệu thống kê, có tới 60% doanh nghiệp bị từ chối cho vay. Điều này gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng chính là vấn đề trong thị trường crypto mà Polytrade giải quyết. Trong crypto, vai trò của Polytrade cũng giống như vai trò của ngân hàng, vì Polytrade là nền tảng phi tập trung xây dựng trên blockchain, đóng vai trò trung gian, kết nối giữa người cấp vốn vay ha và bên có nhu cầu vay, giống như là bên bán và bên mua vậy á. Polytrade sẽ xác thực và cấp khoản vay cho bên bán và nhập thanh toán từ bên mua vào ngày đến hạn trên hóa đơn đã được kiểm duyệt, khiến như mọi người có lý do để tiếp cận với công nghệ blockchain theo cách dễ dàng hơn thay vì vay ở bên ngoài. Nếu các bạn nhìn lên cái website của Polytrade thì các bạn sẽ thấy một cái phần gọi là How it works, tức là cách vận hành của Polytrade. Cái sơ đồ này thì cũng đơn giản thôi nên mình sẽ cùng các bạn đi qua nha. Có 3 thành phần trên sơ đồ này, đó là Seller, Buyer, Polytrade và Liquidity Providers. Seller tức là người bán, Buyer là người mua, Polytrade là bên trung gian và Liquidity Providers là nhà cung cấp vốn. Đầu tiên thì người mua sẽ muốn mua thứ gì đó của người bán và người bán sẽ gửi cho Polytrade một cái hóa đơn. Polytrade sẽ thu nhận hóa đơn này với chiết khấu nhỏ và huy động vốn từ các Liquidity Providers, tức là các nhà cung cấp vốn. Các nhà cung cấp vốn này sẽ đưa lại cho Polytrade những đồng tiền ổn định bằng cách sử dụng cái nền tảng Polytrade, và Polytrade cũng sẽ chuyển đổi các đồng tiền này thành các DApps, tức là các ứng dụng phi tập trung, và đưa quyền truy cập cho các người bán. Các người bán nhờ vậy có thể huy động vốn và chi trả cho các chi phí như là sản xuất, vận chuyển. Đến ngày chi trả thì người mua sẽ trả cái hóa đơn cho Polytrade, và như vậy là Polytrade đã trở thành một cái bên trung gian có lợi cho cả người bán, người mua và các nhà cung cấp vốn. Vậy thì điều gì khiến Polytrade trở nên khác biệt? Mình sẽ cung cấp cho các bạn hai thứ nha. Đầu tiên, Polytrade không có ý định tạo ra một mô hình kinh doanh phụ thuộc vào các đối tác hay khách hàng biết crypto. Mặc dù tất cả các giao dịch cơ bản của Polytrade sẽ được đăng nhập trên blockchain và được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh, nhưng người dùng sẽ gần như không cần có kiến thức về tiền điện tử. Polytrade sẽ trở thành đoạn đường trung gian mà qua đó người dùng tiếp xúc với tiền điện tử. Điều khác biệt thứ hai là giao thức Polytrade dựa trên mạng Polygon, một giải pháp Layer 2 được xây dựng trên Ethereum, cung cấp các blockchain riêng biệt để tự do trao đổi giá trị và thông tin. Và cái nền tảng này thì có thể mở rộng và hoạt động nhanh nhạy với chi phí thấp. Polytrade cũng là giao thức tài trợ thương mại đầu tiên sử dụng mạng Polygon và cung cấp cho các nhà đầu tư crypto có cơ hội đầu tư vào tài sản trong thế giới thực bằng token trong thế giới ảo.
Nếu các bạn kéo xuống phần roadmap của Polytrade trên website thì các bạn có thể thấy là dự án Polytrade đã được lên ý tưởng từ những năm 2014-2015 và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Dự tính cho đến quý 4 của 2022 hay là quý 2 của 2023 thì Polytrade mới hoàn toàn decentralized, tức là hoàn toàn trở thành phi tập trung. Ngoài ra, trong quá trình phát triển và hoàn thiện dự án thì Polytrade cũng xây dựng một cái cộng đồng rất là hùng mạnh. Mình có thể thấy là bên Twitter thì Polytrade có đến hơn 70.000 lượt follower và bên Telegram thì có một cộng đồng gần 24.000 members. Điều đó cho thấy là các cái cộng đồng này, các cái member này đang rất tin tưởng vào tiềm năng của Polytrade trong tương lai. Bây giờ mình sẽ đến với đội ngũ phát triển dự án đằng sau Polytrade nha. Tại vì Polytrade là một dự án khá là tech nhưng lại lấy ý tưởng từ ngân hàng truyền thống ngoài đời thực. Cho nên mình hy vọng là đội ngũ phát triển dự án sẽ phần nào có kinh nghiệm cũng như kiến thức trong lĩnh vực tài chính thương mại cũng như là ngân hàng truyền thống. Đầu tiên là mình sẽ xem đến founder của dự án, đó là anh Gupta, tức là nhà sáng lập ra dự án. Thì anh Gupta đã có cái kinh nghiệm làm trong lĩnh vực trade finance, tức là lĩnh vực tài chính thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là xuất phát điểm ý tưởng của founder này với lại là Polytrade. Mình sẽ đến với COO của Polytrade, tức là anh Prakash. Thì ở đây mình có thể thấy là anh có những cái kinh nghiệm với việc tư vấn với các cái ngành bán lẻ, ngành tiêu dùng. Và cuối cùng là anh Adam, một cái người mà chịu trách nhiệm về phần tech của cái dự án này, blockchain developer, thì anh cũng có vẻ như là có một cái kinh nghiệm trong cái ngành blockchain, kỹ sư blockchain này, nhà phát triển blockchain. Nói chung là một cái kinh nghiệm rất dày dặn trong cái lĩnh vực fintech. Ngoài ra mọi người có thể thấy một vài cái cố vấn của dự án cũng chính là founder và COO tại Polygon, một vài các cái nhà đầu tư, trong đó có AU21 Capital rất là nổi tiếng ha, và một số các cái media partner giống như là Coin68 của chúng ta, một vài các partnership. Bây giờ mình sẽ đến với phần mà các bạn quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại, đó là token Trade. Token này có vai trò gì trong hệ sinh thái cũng như tiềm năng tăng trưởng như thế nào trong thời gian tới? Đầu tiên, Trade là đồng tiền gốc của giao thức Polytrade và toàn bộ cách vận hành mình kể trên ấy, thì sẽ được kích hoạt và hỗ trợ bởi token Trade. Vậy thì những cái người giữ Trade, token Trade thì có những cái lợi ích gì? Ở trên cái trang one page của Polytrade các bạn cũng thấy luôn một cái phần gọi là token utility, và các bạn có thể check xem thử là những người nắm giữ token Trade thì có cái lợi ích gì ha. Đầu tiên là lợi ích governance, tức là quản trị, thì cho phép các chủ sở hữu có tiếng nói trong các quyết định về quản trị của Polytrade. Cái thứ hai là phần thưởng staking, tức là staking Trade để nhận phần thưởng. Ngoài ra còn có các lợi ích mang đến cho borrowers, buyers và service providers, như là người vay thì sẽ nhận được tiền mặt ngay lập tức, chiết khấu cũng như là phần thưởng. Người cho vay hoặc các nhà đầu tư thì nhận phần thưởng thông qua token Trade và lợi suất vô cùng hấp dẫn khi staking và đóng góp vào nhóm thanh khoản. Cuối cùng là người mua sẽ nhận được đặc quyền và chiết khấu khi giao dịch cung cấp thông qua nền tảng của Polytrade. Về cái phân bổ token thì anh em có thể check trên cái one page của Polytrade luôn. Ở đây thì mình thấy là có đến 39.42% là dùng để khuyến khích cộng đồng và 20% là để cho các đối tác tư và tư vấn chuỗi sinh thái. Ngoài ra thì cũng có các cái phần trăm nhỏ hơn dành cho public round, seed round, private round vân vân, thì mọi người có thể check. Đây cũng là cái thời gian biểu cũng như là cái lịch mở bán. Nếu mọi người quan tâm tới token thì có thể check trên one page luôn nha. Vậy ứng dụng trong ngành công nghiệp tài chính của Polytrade là gì? Vì Polytrade sử dụng tính thanh khoản của crypto để tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách sử dụng các token tiện ích và đồng tiền ổn định, thì Polytrade sẽ mang lại giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái trong thế giới thực cũng như là tiền điện tử, sẽ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận hóa đơn kích thước nhỏ, lãi suất hấp dẫn này, và sự minh bạch hoàn toàn về tài chính cũng như là tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng hơn. Cũng như vậy, thông qua Polytrade thì tăng trưởng kinh doanh sẽ được thúc đẩy vì thanh khoản không còn là trở ngại. Polytrade sẽ kết nối tất cả các bên, phân phối thông tin với tính linh hoạt cao và rủi ro thấp hơn cho tất cả các bên liên quan trong quá trình. Nói tóm lại, đây có phải là đồng coin đáng để chúng ta đầu tư hay không? Những điều mình chia sẻ ở trên chỉ nhằm mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Mong anh em hãy nhìn nhận và đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho bản thân mình.